thấm nhuần lời dạy của Bác: thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả bằng nhiều hoạt động thiết thực. Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ hội viên cựu chiến binh Tuyên Quang phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương đất nước, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Hội cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 38.000 hội viên sinh hoạt tại 174 cơ sở hội, 1.724 chi hội. Những năm qua, mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh các cấp trên địa bàn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Bên cạnh đó, các tổ chức hội không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh nhất là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hội cựu chiến binh là những người đã trải qua quân đội rồi, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Về địa phương thì các bác luôn là đi đầu gương mẫu trong các phong trào, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Và đặc biệt hơn nữa là cái việc giúp đỡ nhau xóa nhà tạm, nhà rột nát của hội rất là tốt và được nhân dân cũng như là hội viên rất là đồng tình ủng hộ. Nhận thức sâu sắc, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa nghèo nhanh, bền vững, làm giàu chính đáng cho hội viên hội cựu chiến binh sẽ góp phần quan trọng để phát triển kinh tế của địa phương. Trong những năm qua, cùng với việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, các cấp hội đã gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết chuyên đề số 02 về hội cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Các cấp hội cựu chiến binh đã chủ động phối hợp với các ngành các cấp để các cựu chiến binh tham gia các dự án phát triển kinh tế của địa phương, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về khuyến nông, khuyến lâm. Qua đó, các hội viên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư mở rộng ngành nghề, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi cá và phát triển mở rộng trang trại nuôi trồng một số loại cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Điển hình như mô hình trồng cây ăn quả của cựu chiến binh Trần Văn Quang ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, với hơn 3 hectare đất vườn đồi, ông đã cải tạo để trồng cây ăn quả, chủ yếu là bưởi và cam. Do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cây phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Thực hiện hiệp cựu chiến binh gương mẫu trên các mặt đã được thể hiện cụ thể như về phát triển kinh tế, mô hình vườn, mô hình chế biến lâm sản và chăn nuôi. Và bên cạnh đó đã gương mẫu thực hiện trong nhân dân đối với phong trào công tác vệ sinh môi trường, về những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ đã thực hiện trong thời năm qua. Đối với hội viên cựu chiến binh thì luôn luôn gương mẫu để thực hiện tốt các nhiệm vụ giúp chính quyền địa phương đảm bảo về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và hoàn thành được các tiêu chí của nhiệm vụ của Đảng bộ là hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Phong trào phát triển kinh tế làm giàu chính đáng của hội viên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng xuất hiện nhiều hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay có 15.142 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với việc vận động hội viên đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi và mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, các cấp hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tín chấp cho 18.241 hộ vay vốn. Trong đó có 9.507 hộ hội viên cựu chiến binh để đầu tư cho phát triển kinh tế hộ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, toàn hội đang quản lý trên 989 tỷ đồng.
các cấp hội sử dụng trên 33,4 tỷ đồng từ quỹ tự lập cho 5.679 hội viên vay để phát triển sản xuất. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, cộng với sự nỗ lực cố gắng vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Từ năm 2019 đến nay, giảm được gần 3.000 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo. Trước đây thì là một quân nhân trong quân đội, thì cũng không khuất phục trước kẻ thù, trước những cái vất vả của người quân đội, của người lính bộ đội Cụ Hồ. Khi về địa phương thì tôi cũng không khuất phục trước những cái khó khăn về kinh tế, tớ nỗ lực để phát triển kinh tế lên, để tạo công ăn việc làm cho những con em của địa phương, rồi con em của cựu chiến binh, và phát triển kinh tế cho gia đình. Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, cựu chiến binh là lực lượng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là tích cực hưởng ứng phong trào, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xác định đây là chương trình trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, tạo diện mạo mới cho nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, chủ động xây dựng kế hoạch lựa chọn, đảm bảo đảm nhận những phần việc cụ thể. Đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết và thực hiện 12 chương trình và quy chế phối hợp hoạt động có hiệu quả thiết thực. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân làm đường bê tông liên thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hiến đất, hiến công, làm nhà văn hóa, đường điện, đường hoa, góp phần vào hoàn thành về đích nông thôn mới tại 62 xã và thành phố Tuyên Quang. Để từ các cái mô hình của Hội Cựu chiến binh lan tỏa sang hội phụ nữ, nông dân, rồi toàn thể nhân dân của xã, chúng ta là học tập lẫn nhau để trao đổi kinh nghiệm và thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, và trong đó là có mục tiêu là xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, các cấp hội cựu chiến binh luôn làm tốt công tác hậu phương quân đội, góp sức cùng với xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ và các hộ nghèo, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm. Các cấp hội huy động nguồn lực hỗ trợ trên 4 tỷ đồng, sửa chữa và làm mới trên 200 nhà tạm cho hội cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm tặng quà cho hàng ngàn lượt các gia đình cựu chiến binh, gia đình chính sách trong các dịp lễ Tết, ngày thương binh liệt sĩ và các ngày kỷ niệm lớn. Thay mặt gia đình cũng rất cảm ơn đến Trung ương hội hỗ trợ được cho gia đình một phần vốn, gọi là một số vốn, để làm cái động lực cho gia đình để xây được cái gian nhà, gian cửa. Thế tôi cũng rất cảm ơn, nói chung là cảm ơn từ Trung ương hội đến Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến gia đình. Và đây cũng là một cái động lực để tôi coi như là làm một cái nơi tựa để động viên cho con cháu sau này cố gắng phát triển về cái truyền thống của gia đình. Xác định giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ là góp phần quan trọng vào chiến lược đào tạo con người của Đảng. Với vai trò là những nhân chứng sống, từng trải qua chiến tranh, chiến đấu hết mình vì độc lập tự do cho quê hương đất nước, giờ đây trong thời bình, những người lính năm xưa lại đặt cho mình nhiệm vụ mới là tiếp lửa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Suốt thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành trên địa bàn, tổ chức nhiều hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Đảng, quê hương, đất nước, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Khi mà các bác hội cựu chiến binh đến giao lưu với lại các em học sinh thì các em học sinh cảm thấy rất là hứng thú, phấn khởi, bởi vì là các bác mang màu áo của những bộ đội Cụ Hồ, thì là khi đến chia sẻ thì các em sẽ dễ hình dung cũng như là lôi cuốn các em vào những cái câu chuyện của các bác hơn, từ đó có thể các em hiểu rõ hơn về lòng yêu nước cũng như là giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đến toàn thể các em học sinh. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của các cấp hội cựu chiến binh đã thực sự đi vào nề nếp,
và có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, phong trào đã khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do Hội Cựu Chiến binh các cấp phát động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Để thực hiện tốt cái phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029, thì Hội Cựu Chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục coi như là quán triệt là sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và trong sạch, tập trung coi như là phát triển hội viên, là đối với hàng năm thì phấn đấu coi như đạt chỉ tiêu từ là 600 đến 700 hội viên và bồi dưỡng nhiều hội viên ưu tú để kết nạp vào đảng, để nâng tỷ lệ chi hội trưởng là đảng viên trong tổ chức hội vào đến năm 2025 là đạt trên 70% theo đúng như đề án 02 của tỉnh ủy đã đề ra. Tuyên truyền vận động là cán bộ hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và góp phần phát triển kinh tế là của địa phương. Trước mắt là chúng tôi sẽ tiến hành như là giảm cái tỷ lệ nghèo trong tổ chức hội xuống còn 30%, mà phấn đấu là trong năm 2025 là hoàn thành cái nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên như lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động, cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành triển khai cho các tổ chức hội trong toàn tỉnh, tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt cái nhiệm vụ là phát triển kinh tế, góp phần cùng với lại địa phương là xây dựng là nông thôn mới, đô thị là văn minh, với cái hình thức là tuyên truyền là hiến kế, hiến công, hiến đất để coi như làm các cái công trình như là phúc lợi của địa phương, và tuyên truyền coi như hội viên thực hiện cái phong trào thi đua của là địa phương, như phong trào coi như là Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, và các cái phong trào thi đua của coi như là tỉnh ủy, ủy ban và Trung ương hội là phát động đến toàn thể coi như là hội viên để tiến hành tổ chức triển khai thực hiện có cái hiệu quả. Với bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tư tưởng chỉ đạo trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong chặng đường tiếp theo.